đầu cuộc hành trình trở về đến quê. Đỗ Nguyên, hello. Trời mấy bạn ngồi mất quá trời. Đây gì đó. Wow. Rõ ràng sao mất chuẩn bị để vượt cửa xong. Bắt chuyện. Đây là tập 1 nha các bạn. Về quê nha các bạn. Tập 1 về quê nha bên bắt chuyện. Tới nhà Út rồi, chuẩn bị nha. Xuống sông không bị dập bẻ nha. Ai không đàng hoàng là sao không được phát tấm nha. Đó, bạn đúng rồi, bạn chuẩn bị. Rồi, cách hai ô nha. Sao bạn có, bạn cảm nghĩ sao bạn Bi? Chết, chết ta trước mắt. Sao bạn Bi? Bạn Bi cảm nghĩ sao trước khi chuẩn bị đi bơi? Chết rồi, chết mắt. Rồi, chuẩn bị đi. Đó, giờ Bi có đi bơi chưa? Còn. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị khởi động nè. Rồi, chuẩn bị khởi động nha. Theo của tôi chân. Đây là tập về quê đầu tiên nha các bạn. Rồi bây giờ sẽ tập như này. Rồi, tao. Sao bạn? Bạn cảm nghĩ như thế nào? Bạn đi bơi. Sao bạn? Thì rất là thích đi bơi. Sao vậy? Bạn thích. Sao vậy? Thì mình rất là hoài hợp với nhau rồi. Thì sắp xong luôn các bạn. 4 lần. Rồi đổ 1, 2 nè. 1, 2, 3. 1. Chưa? Em đổ thôi luôn. Các bạn rất là chăm chỉ tập để xuống sông nha các bạn, để thôi là bị dập bẻ đó. Và khuyến cáo các bạn nhỏ khi mà tắm sông phải có người lớn để theo dõi nha. Cái này như này sông cũng nguy hiểm đó nha các bạn. Quá trời, các bạn đang tập thể dục chạy quá trời nè. Đây là tập về quê đầu tiên nha các bạn. Sau khi bắt sóng tập này thì chúng tôi sẽ làm những tập tiếp theo. Quá trời chạy loạn xạ rồi. Rút các bạn ơi. Bên 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 kia đất. Các bạn hai bạn này nữa. Rút khác. Kia khác nữa. Thêm một em này nữa. Em này nữa. Chuẩn bị đi các bạn. Chạy tắt lại rồi các bạn ơi. Cái bạn mập này đi lội lội sông mà sợ dơ đây các bạn ơi. Nhìn lên đây coi bạn mập. Trời ơi bạn mập gì kỳ quá, chắc ột quạch luôn đó. Oh, một bạn đã được xuống sông rồi các bạn ơi. Đây thêm một thằng bé tí đi lội sông rồi sợ sình nè các bạn ơi. Đó. Kìa Dương Ba ơi, bạn mới xuống nè. Các bạn đang xuống sông rồi nè các bạn. Tôi trình té nha. Đây đây đây, thêm một em nữa đây. Ừ, về quê tập 1 nha các bạn. Wow, các bạn nè, bắt rồi, ngồi đi. Mò đi các bạn ơi. Ngồi đi, đừng có trộm té đó. Thôi làm cái gì? Chìm. Các bạn ngồi đi. Chìm luôn rồi sao ngồi? Đâu lao đâu. Chìm. Không đẹp quá. Không ngồi được. Chìm luôn. Không ngồi được. Đứng đi con. Rồi đứng dậy. Bị gì lên, gì lên đi. Ê, ê, khay, không được con. Lấy cái thùng ngủ rồi. Đâu không được con. Rồi mò đi Bi. Mò đi các bạn. Mò xuống dưới mò đi con. Con không chịu lao. Vậy vậy vậy.
Đây bây giờ là khay ngồi, khay mò, khay mò tay xuống. Đang đang có ai là người mò đầu tiên dính được con dẻm nha. Ông Út đang mò kìa, đó Nguyên Bi mò đi. Rồi quéo quéo hồi lạnh cúng luôn bây giờ. Rồi. Lại đây nằm đi. Lại đi. Không có. Mẹ. Dạ ông Út là người mò dính con đầu tiên thôi. Đúng rồi. Có không? Dạ. Con đầu tiên nè các bạn ơi. Đây là con con, là con con wow. Một con đầu tiên. Ông Út là người bắt được một cái con đi ngay. Nó chưa biết bơi không? Dịnh dịnh Út này, dịnh nó giang Út nè, dịnh giang Út nè. Dịnh tay thay bông đây, dịnh tay Út nè. Đây bạn Bi theo ông Út qua bên kia sông nha. Mình cũng đi theo bên kia sông thôi. Dịnh tay ông Út nha. Ôi chết bà sâu quá đi các bạn ơi. Dạ. 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 Không được, okay. Con vô trong ngồi đi. Vô trong ngồi đi. Còn mình với đi đi. Vô trong ngồi đi. Tôi Nguyên sử dụng cái đó bơi qua sông nha. Chú nghe các bạn. Chương trình này là chỉ sử dụng chơi khi có người lớn nha. Nữa. Đấy chú ơi, cha chứ đọc gì không? Bạn Đỗ Nguyên bơi như con dông vậy đó. Trời ơi, leo lên đi. Ôm những ba đang mang nhấn nước luôn á, cắn nước á. Tin không? Vui những ba dẫn lên. Nè, ngồi với mé nó chưa? Hổ Nguyên kìa. Con gì đây, con gì đây? Ê, con này, con này. Nó còn con ốc. Con hến. Ok, được con rồi mọi người. Quá, Hổ Nguyên ngồi được con hến nha các bạn. Con hến mà nhảy xéo xéo mọi người. Các bạn. Hổ Nguyên cảm nghĩ như thế nào? Rất là vui luôn, mày rất là sợ, mày rất là sợ chị. Dọc sình cũng vui luôn, tắm sình á. Wow, bạn Bi rất là chăm chỉ nha, mà không biết dính được con nào không nữa. Giờ dính được con nào? Chán rồi Bi quá, chán Bi quá. Kìa thấy không, ông Út mò dính liên tục kìa. Mấy bạn nhỏ mò, gán mò lên đây. Mình đang cố gắng hết sức đi các bạn ơi. Bà này bị hụt giò lâu quá trời luôn. Đã ơi, tập bơi luôn rồi. Bắt được con nào chưa? Ý, được một con nè. Đâu đâu, đi lên đi. Wow, Đỗ Nguyên bắt được một con rồi các bạn ơi. Đây, con này con Đỗ Nguyên bắt đây nha. Các bạn Bi này bị gì vậy? Rơi con kia. Đúng là chơi tắm sông thì phải có người lớn coi nha các bạn, rất là nguy hiểm. Hết chưa? Ê, cái mặt bạn này bị gì nè? Chín ốc chết. Con Bi nó bắt dính một con ốc chết. Đây, một con ơi. Đâu? Chở các bạn ơi. Wow, con nhỏ. Hết rồi. Chày nhầy mà nhỏ hết các bạn. Hết chưa. Hết rồi, cào nó nè. Nè. Ốc nè. Wow. Thấy phương pháp cào hiệu quả đó nha các bạn. Cào cái là bốn. Ê, hến nữa, hến nè. Đi hến chết rồi. Nó chết không mày? Rồi. Xong có lực bằng tay các bạn. Nhưng chứ cái nhựa xong nhiều không? Đẹp. Nghe đó. Đây, có bắt được con ơi. Lặn xuống. Wow. Coi cái lặn đầu nha. Wow, kìa nó lội lên luôn kìa. Wow. Kìa kìa thấy không, nó lội lên luôn kìa. Quá wow, trời rồi các bạn ơi. Coi chứ còn hai con. Wow, nó lội lên luôn kìa. Wow. Ê, con bự quá. Quá trời rồi, nó không có bự đâu. Dạ. Wow. Nó bự quá. Quá trời rồi các bạn ơi. Rồi mừng quá. Wow. Các bạn đang coi chương trình Về Quê tập 1 nha các bạn. Wow này. Trên kênh Sewin Vlog. Wow, bự luôn kìa. Wow. Quá trời, mới có cào hai cái rồi nha các bạn. Chắc cào năm cái chắc đi bán luôn á. Ai bán đi ăn. Mẹ biết. Con bắt từ từ. Mẹ chết. Về quá các bạn ơi. Bơi vô đi. Quá, wow, anh này đã cào thêm một cái nữa nha các bạn. Để coi tình hình cái thứ hai, thứ ba này sao nha. Một gỗ sình luôn. Một gỗ sình luôn rồi các bạn ơi. Cái này sống không? Đâu coi cái gỗ này sao nha. Này sống nè, sống nè. Lựa đi. Con này chết. Rồi giờ mình sẽ lựa như cái đạn. Mọi người ơi, cái giữa, mọi người ơi. Sáng mình đây nè. Mỹ á, Mỹ á. Wow, gỗ này quá trời nhiều các bạn.
mà là nhiều sình. Đây chào thêm một cào thứ ba nha các bạn. Quyên cào này cũng nhiều rồi nè, rồi đang nhiều đất, không biết là có nhiều dẻm không. Quả luôn nè, lúa miệng nè. Wow, lúa miệng nè Bi. Quá trời các bạn ơi, lúa này. Trời ơi, có lên đi. Wow. Bạn ơi mò luôn đấy, trời ơi. Nè, tôi mò chứ. Đây, tôi mò được một con nha các bạn. Có vô lóc con luôn. Đây, tôi mò được một con nha. Ôi, trời nhiều quá. Con ốc nhỏ, nhỏ quá hiệu quả rồi các bạn. Quá hiệu quả rồi, cái cào này quá hiệu quả. Chết luôn. Ơi gì thế? Có mấy chén sình trên kìa. Giờ nha các bạn. Đi. Đây. Cái cào mén, cào mén, bắt dẹp bằng giờ luôn các bạn, tại vì giờ bây giờ ở đây quá trời dẹp luôn rồi. Đó chính là thành quả của mình khi mình vừa bắt tay lên làm nó bị dí luôn các bạn. Bây giờ đồ phá hoại rồi đó các bạn ơi, đã làm hư một cái gỗ luôn rồi. Rồi, tình hình là đã được 2 thao nha các bạn. Ê, không đẹp quá rồi ba. Wow. Trong thời gian đang lặn lội thì kết quả đã có rồi nghe các bạn. Trời ơi, dơ quá. Đó, đó. Nó mà rất diễn mà Bi, Nguyên trời. Bà Nguyên bị lúng ở dưới nghe các bạn. Con Bi nữa. Hú lên. Chúng ta đã gần có thành quả rồi. Gắn lên. Đi con gì hai? Ba đi rồi. Đây là quá trình về quê. Các bạn lặn lội dưới sông nha. Trở về tuổi ấu thơ. Ba Mi có cảm nghĩ ơi lạnh không? Tất nghĩ lạnh. Lạnh không Ba Mi? Không. Không lạnh hả? Đã không, cảm giác đã không? Dạ. Nhưng mà tôi không hiểu qua cục đá này. Cái gì vậy? Bạn Mi nói gì vậy? Đây, tới bạn Đỗ Nguyên lên nha. Ôi trời ơi. Sao đâu, Đỗ Nguyên lạnh không bạn Đỗ Nguyên? Không. Phải không? Cảm giác sao? Chui nhưng mà sợ đạp đá quá. Đạp đá hả? À. Chúng ta lên xem thành quả trong vòng một tiếng đồng hồ sao nghe các bạn. Ông Nguyên. Để xin xong nghe. Rồi, đây. Đây, chúng ta đi thêm xem thành quả. Một tiếng đồng hồ. Ôi, thành quả này các bạn ơi. Một thau luôn. Quá dữ. Rồi dăng vượt mấy con cá luôn. Wow. Ta thu hoạch quá là bận rồi. Wow, mát quá. Wow, hai thau luôn. Wow. Thằng lằn. Wow, con thằng lằn đâu vậy? Trời ơi, kì vậy? Wow, quá dữ. Bắt ở dưới sông mà có thằng lằn. Ôi, quá rồi. Đây là no luôn nghe các bạn. Chương trình về quê tập 1. Đây là hai bạn này đang vệ sinh lên nha các bạn. Bỏ xe ra và xin nước lên để sao lên. Quay cây càng luôn rồi. Ăn là gì? Thấy không? Con lộn con ăn liền mệt chứ đâu phải đâu, cho nó cay lại cho nó hả họng ra cái à. Đây là cách xử lý rồi đó hả, giá sinh nha các bạn, là nước cơm vô gạo xong rồi bỏ ớt vô cây giống nhả sinh vô luôn, các bạn ăn cây quá các bạn cũng lè lưỡi luôn. Bắt xong rồi một lâu lớn nha các bạn. Đấy. Món dẹm nướng mỡ hành quá ngon. Là lâu lắm mới ăn rồi các bạn, ngồi lâu lắm mới được nấu xong các bạn. Đó là chương trình về quê tập 1 các bạn. Wow. Dần lấy được hàng cá luôn, nướng luôn nha các bạn. Khi mà nó chín xong á, thả miệng ra cho mình bỏ mỡ hành vô. Thiệt là đặc sản nha các bạn.
Đấy, có con hả miệng nha. Đấy. Wow. Mọc từ từ đi, giờ ai nó tính cái gì? Mọc quá các bạn ơi. Gì vậy? Khô. Hồi nãy phải bả đây, bả chụm ấy á. Nhiều không? Mà củ đây không cái gì nữa. Đây tao lụm củ nhãn á. Rồi bao nhiêu đây, vừa cỡ quá. Con này bao chín mà. Mẹ mới đây hả miệng cho này không? Quá ngon luôn các bạn ơi. Hỏi cái kia mấy bả luộc, rồi kia mấy bả lột, mấy bả đưa ra. Kho cho nó nữa kìa. Chưa xong cả, bắt nó vào thôi. Wow. Con này quá trời mập luôn nha các bạn ơi. Quá ngon. Tại nó kêu hấp nữa, nó là hấp. Thủ mỡ nướng chín nè. Đang bỏ mỡ hành trong con chim chép nha. Quá dữ. Quá ngon quá bạn ơi. Đây là một dĩa nha. Wow. Hôm nay là một ngày thu hoạch, về quê thu hoạch rất là dữ. Chương trình về quê tập phát sóng số 1 nha các bạn. Các bạn muốn xem tiếp tập 2 thì nhớ đăng ký kênh Siêu Quyền Tuổi Thơ nha. Dạ các bạn nhớ phải like nữa nha các bạn. Wow. Bây giờ nó lập tức rồi các bạn ơi. Và bạn Đỗ Quyên với bạn Bi ăn đi. Giờ mình sẽ hưởng thức. Thưởng thức đi. Không có bị. Sao Đỗ Quyên? Bạn Đỗ Quyên mà mình vừa làm mình vừa ăn cảm giác như thế nào? Đây là chương trình gì Đỗ Quyên? Tuổi thơ. Về quê tập 1 đúng không? Nếu các bạn muốn xem thì sao? Nhấn like xem. Cái luộc đó lấy ruột. Hãy nhấn đăng ký và các bạn là hãy nhấn like nhiều nhiều vô. Rồi bạn Bi, sao bạn Bi? Bi ăn như thế nào? Chết chết. Ngon. Ngon không Bi? Ăn đi thôi, ngồi tăng gần. Rồi, Đỗ Quyên nghe đi. Rồi, ra đi, được rồi, xong rồi đó. Bạn của Bi ăn thấy ngon quá rồi Bi. Bạn Bi nói gì ăn? Ngon Bi. Bạn của Bi ngon không? Ngon lắm luôn. Ngon lắm luôn hả? Không có giờ. Muối. Bạn của Bi ăn quá rồi. Tiêu mà. Muối tiêu. Chấm trước đi. Cái một ba con. Ba con. Đi con Bi ơi, mừng nha. Rồi. Tao ăn một lần ba con mới vừa nha. Ngon không Bi? Ngon cực kỳ. Bây giờ đây bạn Đỗ Quyên hết cần gỡ từ con, bây giờ Đỗ Quyên ăn và nguyên cái chén luôn. Chan nước mắm vô luôn. Quyên cảm giác con luộc sao Quyên? Ngon, nó hơi cay cay các bạn ơi, bây giờ là cho các bạn nhìn cũng kỹ, các bạn nó có ăn được đâu. Nên bây giờ là tụi mình sẽ kết thúc video ở đây. Các bạn nhớ đăng ký và nhấn nút like cho tụi mình nha.